Chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách nấu cháo để cho F0 ăn tại nhà nhanh khỏe mạnh và khỏi hạ sốt, giải cảm cúm ạ. Và nó chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong ạ. Mình mời các bạn cùng vào bếp với mình ạ. Đây các bạn chuẩn bị cho mình 100g đậu xanh nhé và các bạn cho mình một nắm gạo tẻ. Gạo tẻ đây các bạn chỉ cần một nắm như thế này nhé. Đấy. Mình sẽ cho gạo tẻ và đậu xanh này vào một và mình sẽ vo đi để mình ngâm nhé. Ngâm, các bạn ngâm qua đêm để mình nấu thì nó cũng nhanh chín, hoặc các bạn ngâm cho mình khoảng 2-3 giờ, hoặc không có thời gian ngâm thì mình nấu luôn cũng được, thì nó sẽ mất thời gian ninh ạ, để cho cháo nó nhừ ạ. Các bạn cho nước vào cho mình nhé, để mình vo cái phần gạo. Cái nước vo này thì các bạn có thể lấy để mình có trồng cây cảnh ấy, thì mình tưới nhé. Rất là tốt đấy ạ. Đừng bỏ đi, nó lãng phí. Khi kể cả chúng ta có những cái chậu cây cảnh nhỏ để trong nhà thôi cũng được. Như trong bếp nhà mình ấy, mình trồng những cái cây này ạ. Vừa làm sạch không khí mà lại vừa có oxy cho chúng ta thở nhé. Mình sẽ bỏ cái nước này để mình tưới cây nhé. Mình đem lên tưới những cây hoa hồng hoặc là những cái cây như vừa nãy ạ. Mình vo xong rồi, các bạn sẽ cho mình vào đây một ít muối nhé. Và nước này thì chúng ta để qua đêm ấy thì nó sẽ không bị chua cái phần đỗ và gạo này các bạn ạ. Trong đỗ, vì trong đậu xanh ấy nó chứa rất nhiều protein và các acid amin các bạn nhé, rất tốt cho dạ dày ạ. Khi ăn cháo đậu xanh sẽ giúp kích hoạt các tế bào lympho nhé, sản xuất kháng thể gây hại cho cơ thể các bạn ạ, và chống viêm, hạ sốt và tiêu độc. Khi chúng ta ăn cháo này ấy, thì mùa dịch này mình các F0 ở nhà ấy, không muốn ăn ấy, thì chúng ta có thể nấu cháo đậu xanh như thế này, vừa bổ dưỡng mà lại dễ ăn. Đấy, các bạn sẽ ngâm cho mình nhé. Cái gạo mình đã vo và mình ngâm nó đã lở như thế này nhá, gạo và đậu xanh các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ bỏ cái nước chua này đi để mình cho vào nồi mình nấu lên nhá. Mình đã có món cháo đậu xanh ạ, rất là ngon, bổ dưỡng. Mình chuẩn bị một cái xoong nhé và mình sẽ cho cái phần đậu xanh vào đây. Các bạn cho mình vào đây một bát nước để mình nấu nhé. Mình cho vào đây một ít muối. Cái cháo này các bạn có thể nấu, mình có thể ăn mặn hoặc ăn ngọt nhé. Mình chỉ cho từng ít muối thôi. Nếu các bạn muốn ăn ngọt thì chúng ta sẽ cho đường khi mình múc ra. Khi nồi cháo này gần sôi, các bạn để ý cho mình nhé, vì không có là cái bọt này nó sẽ trào ra. Khi có đậu xanh ấy, nó rất là hay trào bọt. Các bạn sẽ giảm bớt lửa đi cho mình nấu với lửa vừa phải nhé. Và sau mình hớt cái phần bọt này đi. Khi sôi nhé, phần bọt này rất là nhiều, các bạn hớt bỏ đi cho mình. Khi mà mình bị F0 ấy các bạn ạ, cơ thể rất là mệt mỏi, có khả năng là không muốn ăn cơm ấy. Nhiều lúc ăn cơm mình nhai hoặc mình nuốt cổ họng nó đau ấy, thì mình nuốt bằng cháo thế này sẽ dễ nuốt hơn và vẫn đầy đủ dinh dưỡng. Các bạn nấu nhỏ cho mình một lúc nhé. Nếu mà mình đậy vung thì cho lửa nhỏ niu diu thôi, không có là sẽ bị trào ra. Hoặc là các bạn có thể hé vung như thế này nhé. Khi mình nấu được 10 phút các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy cái phần cháo này, cái phần cháo này của mình thấy nó như thế này các bạn nhé. Nó đặc đấy, thì chúng ta có thể cho thêm một ít nước nữa nhé. Vì khi nấu cháo mình không bao giờ cho nước một lúc luôn, mà mình có thể pha nhé. Đấy, thế này là được ạ. Và bây giờ mình sẽ đun lên, nó gần như rồi đấy ạ. Đỗ nó nở hết rồi, còn gạo nó chưa nở ra nhiều thôi, chưa nát nhiều thôi. Đấy, nhớ cho lửa nhỏ thôi. Đấy các bạn, khi mình nấu nồi cháo như thế này nhé,
đã nhừ như thế này rồi. Cái cháo này các bạn có thể, ai mà thích ăn với đường thì chúng ta cho đường, mà các bạn thích ăn mặn thì chúng ta cho thêm ít muối tiêu hoặc mắm vào thì theo nhé. Đấy là sở thích của mỗi người. Bây giờ mình sẽ múc ra bát ạ. Với món cháo này thì các bạn ăn nóng cho mình để cho nó toát mồ hôi ra, nó sẽ giải được cái cảm cúm và hạ sốt các bạn nhé. Chúng ta có thể ăn 2 đến 3 ngày liền, nó sẽ làm cho chúng ta nhanh khỏe nhé và nhanh khỏi. Các bạn có thể chia làm nhiều bữa nhỏ ra chứ không phải mình ăn một lúc là hết bát cháo, hay là ăn nhiều quá thì nó cũng phát sợ. Chúng ta chia nhỏ ra theo nhiều bữa nhỏ ra thì dễ ăn hơn ạ. Như vậy mình đã chia sẻ các bạn cách nấu cháo đậu xanh nhé, rất là tốt cho người F0 ạ. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.